Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm đậu phộng rang sả ớt. Thì con trai mình nó đem lên Sài Gòn nó ăn nha các đọc các bạn. Đậu phộng này đậu phộng sạch nè. Mình bỏ vô đây, mình rang. Chảo nóng rồi các bạn, rang nhỏ lửa thôi nha. Đậu phộng này sạch khỏi rửa lại nha các bạn. Mua ở cửa hàng chuyên sạch luôn đó. Rang hết luôn. Hột nào không ngon các bạn lựa bỏ ra ha. Năm mươi lăm ngàn mà nửa ký, như vậy là tới một trăm mấy một ký các bạn. Đậu chuyên sạch luôn á. Hoặc ra nít không. Đậu phộng mình nó cũng vàng rồi nè các bạn. Hạt nó hơi nhỏ bởi vì đậu phộng organic, nhưng mà nó rất là thơm. Bây giờ mình nhắc bắt lửa xuống ha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm sả ớt. Nước mắm mình rim vô. Đậu phộng mình rang xong rồi mình bỏ ra đây nha các bạn. Mình lựa hột nào mà không đều mà nó lỡ khét á. Tại vì đậu này là đậu organic thì nó cũng không đều hột. Các bạn bỏ ra bớt ha. Bây giờ mình làm một cái sả ớt. Mình làm một miếng sốt sả ớt rồi mình bỏ vô mình ngào lên. Cho vô đây một muỗng dầu ăn nha các bạn. Đây là sả nè. Sả băm. Tỏi nha các bạn. Nếu các bạn không ăn tỏi được thì không bỏ tỏi. Mình bỏ chút xíu cho nó ngon. Rồi xào lên. Sả với tỏi với ớt nó đã vàng rồi nè các bạn. Mình cho vô đây 2 muỗng nước mắm nha, nước mắm chay Liên Thành. Hai muỗng đường. Các bạn cho tương ớt vô cho nó có màu nha. Màu nó hấp dẫn hơn. Rồi, chúng ta nấu lên. Không có khó đâu các bạn, vậy mà ăn rất là ngon. Với lại cái món này mình đem theo để ăn dọc đường rồi. Vừa ăn lắm luôn á. Bây giờ để cái nước sốt này nó nổi bọt lên nha. Nó nổi bọt lên, nó kèo lên rồi mình mới bỏ đậu phộng vô. Mình để đậu phộng vô. Chưa gì hết mà thấy hấp dẫn rồi nè các bạn ơi. Không mặn luôn mà nó ngọt ngọt mặn mặn vậy đó. Rồi bỏ vô ha. Để lại ít các bạn. Rất ngon đây. Còn nước mắm, sả ớt.
Các bạn cứ để lửa riu riu ha, lửa riu 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 một lát nữa cái đậu nó mới tách ra được. Mà mình lấy ra sớm quá thì đường nó còn nó sẽ dính với nhau. Rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn ơi, đậu phộng rim nước mắm tỏi xả của mình đã xong rồi nha các bạn. Đổ ra đây rồi chờ nó nguội rồi cho nó vô một cái lon để con mình nó đem lên trên Sài Gòn nó ăn đó. Mỗi lần về là mẹ phải lo lương thực khô đem theo. Rất là ngon luôn. Xin mời.